Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, những ngày qua liên tiếp là tin buồn về sự ra đi của các linh mục Việt Nam. Dù biết rằng hạt lúa mì phải chết đi, thối đi thì mới sinh nhiều hoa trái, nhưng phận con người mỏng giòn, yếu đuối với bao cảm xúc thì ai cũng xót xa khi chứng kiến người thân ra đi. Chỉ trong 4 ngày vừa qua đã có 3 linh mục và một thầy phó tế ra đi. Có cha còn trẻ với bao hăng say, bao dự định còn dở dang chưa kịp thực hiện. Có thầy ra đi vì tai nạn thương tâm, có cha ra đi vì bạo bệnh, có cha tuổi đã cao ra đi trong bình an của Chúa. Nhìn lại những điều đó để chúng ta biết cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ. Xin Chúa gìn giữ các ngài luôn được hồn an sắc mạnh để tiếp tục sứ vụ mục tử, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Vào lúc 15 giờ Chúa Nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật thì cha Andre Hồng Anh Kiệt thuộc Linh Mục Đoàn Giáo Phận Cần Thơ đã ra đi khi tuổi đời chỉ mới 53 tuổi và 22 năm trong thánh chức Linh Mục. Cha Andre sinh ngày 15 tháng 12 năm 1970 tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thuộc giáo xứ Tòa Giám Mục, Giáo Hạt Cần Thơ. Cha Andre là vị mục tử hiền lành, nhân từ và chân chất của người dân miền Tây. Sau khi cha Andre về với Chúa được 2 ngày thì thêm một linh mục trẻ cũng ra đi vì bạo bệnh, theo Tòa Giám Mục Thanh Hóa báo tin. Cha Gioan Trần Ngọc Dương thuộc Linh Mục Đoàn Giáo Phận Thanh Hóa đã an nghỉ trong Chúa lúc rạng sáng 1 giờ 10 phút ngày 9 tháng 1 năm 2024 tại Tòa Giám Mục khi chỉ mới 49 tuổi. Cha Gioan sinh ngày 10 tháng 5 năm 1976 tại thôn Tân Luật, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Và từ hôm qua đến nay, trên trang mạng xã hội lan truyền thông tin một thầy phó tế bị tai nạn và không qua khỏi khi đang trên đường đi dự tĩnh tâm để lãnh nhận chức linh mục. Sự ra đi của thầy để lại bao bàng hoàng, tiếc thương cho mọi người. Trong niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa, sự khổ nạn và phục sinh của Ngài, xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn thầy phó tế Francisco Xavier Maria Phạm Quang Tuyến, dòng mẹ Chúa cứu chuộc, người mới được Chúa gọi về với Ngài qua một tai nạn giao thông trên đường đi dự tĩnh tâm để lãnh nhận chức linh mục vào ngày 22 tháng 1 tới đây tại giáo phận Phú Cường. Thầy an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 năm 2024 với 58 năm làm con Chúa và 30 năm khấn ròng. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn thầy Francisco Xavier Maria vào hưởng phúc đời đời như phần thưởng Chúa trao ban cho người đã trung kiên suốt đời dâng mình tận hiến làm tông đồ cho Chúa. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Kim Điệp, nguyên bề trên dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ, vừa mới an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2024 tại nhà hưu dưỡng tỉnh dòng, với 78 năm làm con Chúa trên trần gian, 56 năm sống lời khấn dòng và 49 năm thi hành sứ vụ linh mục. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 6 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, địa chỉ 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Sài Gòn. 10 ngày đầu của tháng 1 năm 2024, dòng Chúa Cứu Thế thương tiếc chia tay với hai người anh em trong dòng về nhà cha, nhà dòng, gia đình, thân hữu và những ai có những mối liên quan, ắt hẳn đều thương nhớ sự ra đi của cha Giuse Ngô Tấn Lực và hôm nay là cha Giuse Phạm Kim Điệp. Cùng khoảng thời gian này, hai cha thuộc hai giáo phận cùng với gia đình trẻ ở giáo xứ Mỹ Dụ, giáo phận Vinh cũng ra đi. Những sự ra đi này để lại nhiều nước mắt và sự nhớ thương. Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến thầy phó tế Francisco Xavier Maria Phạm Quang Tuyến, cũng vừa về nhà cha trong hoàn cảnh bi thương. Ngày 22 tới đây, thầy phó tế sẽ lãnh sứ vụ linh mục tại nhà thờ Minh Hòa, Dầu Tiếng. Thầy đi xa để lại bao nỗi xót xa của người thân quen. Cuộc đời mà, trong cái thân phận con người, ai ai rồi cũng phải ra đi, kết thúc một phận người. Già, bệnh mà ra đi, xem chừng ra không sót bằng những sự ra đi khi công việc, sứ vụ còn dang dở hay ở tuổi đời còn khá trẻ. Thân phận con người không ai tránh khỏi.
Mới đây, khi đăng tải chia sẻ về tuổi già ở nhà hưu dưỡng, một linh mục thân quen đang xây nhà thờ và chuẩn bị thánh hiến, thốt lên, 10 năm nữa mình cũng vậy thôi. Vâng, chả ai thoát khỏi cái già, cái lão và cái tử. Nhìn vào các nhà hưu dưỡng, ai nào đó cũng chạnh lòng. Bởi lẽ, nơi đây là nơi ở của những người đã một đời cống hiến cho sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Vào nhà hưu các cha còn đỡ, vào nhà hưu của các nữ tu, nhìn các ngoại còn thương hơn. Các cha thì dù sao cũng có người này người kia, hay có sự tương quan này nọ. Những ngoại lớn tuổi, sau một thời gian phục vụ ở nhiều giáo xứ, khi về già thì những người già hay cùng thời cũng qua hết. Còn lại giới trẻ, ít ai biết đến các ngoại, để rồi phần thăm viếng, sẻ chia cũng không thể nào bì với các cha. Ở đâu đó nơi những tu sĩ không chức linh mục cũng như các ngoại vậy. Con người mà, dù sao khi có thánh chức linh mục thì khi về già sẽ đỡ tủi thân hơn. Nhìn những người tu không chức linh mục già hay những người trẻ bước theo con đường trợ sĩ, lòng tôi cảm phục họ lắm. Họ can đảm bước đi trên con đường khó, con đường của sự cô đơn và có khi bị người đời không coi trọng. Các thầy trợ sĩ vẫn hăng hái phục vụ nhà Chúa trong và với khả năng của mình. Nhìn vào nhà hưu, có thể đâu đó với cái nhìn của con người thì được buồn, nhưng trong chiều kích khác, ta nhìn thấy nơi đó là thời gian ân sủng, vì thời gian đó các ngài được tiếp cận với Chúa một cách mật thiết hơn. Tôi rất thích câu cáo phó của dòng tên. Dòng tên khi nào đó có vị cao niên hay nghỉ dưỡng thì trong phần cáo phó ghi rất hay về khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian đó trong cáo phó ghi là cầu nguyện cho giáo hội và dòng. Hay quá đi chứ! Với cái nhìn của con người không còn làm gì được vì sức tàn người yếu. Nhưng trong chính khoảng thời gian ấy lại là thời gian cầu nguyện cho giáo hội, cho dòng và cho chính bản thân nữa. Anh em vẫn trêu nhau chia phiên giảng lễ, an táng hay ai cầm hình, ai cầm bát nhang nếu như nhà này có tang lễ. Thật ra thì khó đoán và chả đoán được vì đâu ai biết được chương trình của Thiên Chúa. Có điều, có anh cả hay gọi từ thân thương là cha già trong mái nhà thân yêu này là một bằng chứng về tình yêu mà Chúa dành cho cha và cho anh em. Những ngày cuối đời, xem chừng ra vui vẻ và dễ tính cũng như dễ sống với anh em hơn. Có lẽ cha nghiệm ra được cuộc đời để rồi nhẹ nhàng với anh em hơn. Đa phần, già thay đổi tính nết bởi lẽ cũng nghiệm ra được điều gì đó trong cuộc đời. Có thể ai nào đó vì sức khỏe, vì đau yếu nên chưa dễ thương khi về già, âu cũng là điều dễ hiểu. Những người thân quen, dù già, dù trẻ, xa đi như những người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ vậy. Từng người tình ra đi, và đến một ngày nào đó, mình cũng ra đi thôi. Chẳng ai trong cái cuộc đời này lột ra sống mãi. Cần ý thức hơn về chuyện sinh tử, chuyện ra đi của đời con người để mình sống nhẹ nhàng và thanh thoát hơn với nhau. Ở nhà này, nếu không hiểu, chắc có lẽ sốc vì lẽ hai anh em vẫn dùng từ kẻ thù cho nhau. Dùng từ cho vui, chứ ai cũng có tuổi và cũng đủ hiểu và nghĩ về cái phận người rồi. Và anh em vẫn thường nói với nhau, giết người ta ở với ai. Câu nói đó cũng phần nào đó nhắc nhở mỗi chúng ta, hãy sống làm sao cho có cái tình, để khi nằm xuống, người ta còn nhớ, còn thương. Hai bậc đàn anh trong dòng vừa ra đi, nhiều ít gì để lại trong lòng anh em, những mẫu gương, những cung cách sống. Cha Giuse Ngô Tấn Lực, mẫu gương của sự hiền từ và nhẫn nại. Sức khỏe không cho phép để cha càng khiêm tốn ý thức thân phận của mình và cha đã dệt đời của cha bằng sự khiêm nhường thẳm sâu. Cha Giuse Phạm Kim Điệp, mẫu gương của sự kiên trì bền bỉ và lòng yêu thương người nghèo, cách riêng qua những mảnh đời khuyết tật. Cứ bước qua khỏi mảnh đất nhà bè để qua Bình Khánh bằng cái phà Bình Khánh, hỏi đến tên cha Điệp, chắc có lẽ không ai là không biết. Đơn giản là cha yêu thương và ôm những phận nghèo ở Cần Giờ vào trong lòng cha, trong trái tim cha. Những người tình đó để lại những mẫu gương, những cung cách sống để ta học hỏi và sống theo. Ngày nào đó, ta cũng trở về với bụi tro như các ngài mà thôi, hơi đâu mà giận với hờn. Hơn với thua và ganh với ghét. Linh mục An Mai, dòng Chúa Cứu Thế.
Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.